Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Và hôm nay mình lại lên rank với Bách Tiên rồi. Hiện giờ là mình chỉ mới là rank Bạch Kim thôi. Đấy. Rank Bạch Kim bên châu Á. Rồi. Và cách lên đồ cho Bách Tiên thì mình sẽ để ở dưới và mọi người nhớ theo dõi nha. Rồi, đầu game thì mình sẽ đi ăn combo đỏ trước nha. Rồi đường top này đang đánh nhau đấy, đường top thì đang có Hesker và Marvel Rakten, đường giữa có Sivir với Vatin đấy. Bây giờ Eric được mạng đầu tiên của Hesker rồi. Rồi món thứ hai thì mình sẽ lên giải kháng cự gái vì tên bạn AD quá nhiều. Rồi mình sẽ là lấy luôn chỗ đường dưới. Rồi Hesker đã xuống rồi. Rồi mình té này. Ui thanh niên quay tay thân chữa này. Rồi bắt luôn. Chạy khô máu như vậy luôn này. Úi giời đấy. Bật hỏa đi lên đấy. Hesker lên bả luôn. Rồi mình đã được mạng của Hesker. Rồi mình sẽ đẩy lính và mình sẽ ăn luôn trụ của tiên bản luôn. Rồi mình sẽ quay lại lên những món đồ đó là ác mộng chuẩn. Ui đừng dựa, ui giời ơi. Mà vừa đã chú bò trâu của mình team mình đã lên bảng điểm số rồi. Mình bị mà vừa đã tê tìm bạn bắn cho nát mông luôn. Rồi tìm ra đánh nhau thì mình sẽ lấy chỗ nha. Rồi mình sẽ lấy luôn chỗ đường giữa này. Rồi sẽ biết vừa xuống là chủ bị nát luôn. Đấy. Rồi mình sẽ đi lên hỗ trợ thêm thôi. Ôi thôi xong. Cho đã lấy luôn con bùa xanh rồi. Mình chưa kịp mà ăn được cả kẻ bùa đấy. Rồi mình sẽ bắt bắt tiếp luôn. Rồi thanh niên bắn luôn cả chủ. Ôi giời ơi đấy, cho là kẻ mạng của mình rồi. Rồi mình lại tiếp tục đem bùa đỏ thôi. Rồi tìm lại lẫn nhau này. Rồi xin viết tên mạng là mã điểm số rồi. Rồi lấy luôn chỗ của bạn ơi. Rồi tên mạng đã bị mất đi hai chỗ đường giữa rồi. Rồi bắt Hesker luôn. Đấy. Ui giời rồi bắt luôn bắt tên luôn. Rồi đấy mình có mạng của bắt tên luôn. Rồi mà về tên này. Mà mờ ra tè chỉ mới level 5 thôi. Rồi mình sẽ lấy luôn bộ xanh của tên bản này. Ô thôi bạn ơi, ui nhường mình bộ xanh bạn ơi. Ui giời ơi, xỉu vịt, kẻ mất bộ xanh mình rồi. Xỉu vịt cũng hết mana, mình cũng hết mana. Ngay đúng lúc rồi kẻ mất bộ xanh của mình.
Thôi mình sẽ đi về đây. Đấy. Rồi mình đã lên được ác mộng trưởng rồi. Và cái món thứ ba mình sẽ lên đá xuyên tâm. Vì team bạn có Hesker đó. Có Hesker là bạn phải lên đá xuyên tâm nhá. Rồi thanh niên bị là lạc loài đi một mình này. Đấy, mình sẽ bắt luôn. Rồi thanh niên này mới level 6 thôi. Đấy. Rồi đấy. Quăng chiêu cuối như mặt bạn là lên mã luôn. Rồi hiện giờ là binh của mình rất là đỏ luôn đấy, 226 luôn. 239 đấy. Đấy, đỏ lại vàng lại đỏ đấy, binh rất là lắc. Đấy. Rồi, bắt tiến các bạn ơi. Ui giờ thanh niên còn tí máu. Đấy, máu trắng luôn. Rồi mình sẽ sang cái bộ đỏ luôn nha. Ui giờ thanh niên hacker bay vào dùng ngay cả chiêu cuối và không giết cả civ thì mình không chết luôn đấy. Ôi cho kìa, hết mana không về đi bạn ơi. Ôi bắt civ các bạn. Rồi thanh niên Eric xong bay vào bắt một cái civ. Rồi civ đã chạy về nhà rồi đấy. Rồi thôi mình té đây, hết máu rồi. Rồi mình sẽ cast mua xanh nha. Ôi thôi rồi. Mà Vrette bị chi sát nè. Đấy. Hacker đập một phát lên bả luôn. Rồi mình sẽ bảo kê một Sivir. Đấy. Bảo kê Sivir mà bây giờ Sivir thì mạng bắn ngược lại đấy, lên bả điểm số luôn. Úi giời ơi. Đấy, mình đang cố tình để choáng Hesker lại mà Sivir còn đứng ở lại bắn nữa đấy. Mình bả luôn. Ui giời, mình đã bị mất luôn trụ đường giữa rồi. Mất luôn cả hai trụ rồi. Mình sẽ bắt Sivir luôn. Đấy, trời. Đấy, trời ơi, xém chết. Rồi, thanh niên Hacker vẫn quay tay. Rồi. Rồi, mình đã lên được đá xuyên tâm rồi. Và mốt tiếp theo thì mình sẽ lên liên tục kiếm. Rồi Hesker chạy rất là nhanh. Đấy. Thôi xong chú bò cho rồi. Rồi xong Marvel đã lên bản nó luôn. Team cứ thử bảo kiểu này. Đấy. Lên bản hết. Rồi Edric đã có mạng luôn. Rồi, ui giờ chỉ biết giờ này còn ăn rong kìa. Thôi. Rồi, bị chỉ biết là KM lại mất con rong luôn đấy. Một đổi một là chỉ biết của tới mình lại có mã luôn. Mất rong thì sẽ chỉ biết thì bạn là mã điểm số. Đấy, ui giời, là mã luôn. Thanh niên Hesker quay tay bị chỉ biết bắn vỡ vỡ mông luôn. Rồi mình sẽ té đây hết.
Rồi, Civit có luôn mạnh của Marvel theo tiên bản rồi. Rồi, úi giời ơi. Tìm đánh nhau kìa. Rồi, Erika đang đẩy lẻ này, đẩy lấy chủ luôn. Ô ô ô, thôi 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 thôi. Úi giời, tiên bản đông thế rồi. Eric và cả Civit đang lấy chủ đấy. Rồi rồi rồi, úi giời, bắt tiên đứng lên, định làm gì đấy? Ôi giời, thanh niên, thôi lên bản với mình nhá. Rồi, mình có ngay mạng của Batman luôn. Đấy. Rồi, lấy chủ luôn nè bạn ơi. Ôi, thôi thôi thôi, úi giời, chủ bắn đâu thế? Rồi, xin biết bị choáng rồi. Úi giời, thôi 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 thôi, thôi thôi. Ôi giời ơi, Hacker ơi. Bị Hacker cho mã luôn. Ui, triple kill luôn kìa. Rồi trận này rất là căng nha. Rồi mình solo chú tải không lãi rồi. Đấy, phải có món găng quỷ diệt đấy. Mà solo lại chú tải nha. Rồi nhập món tiếp theo thì mình sẽ lên găng quỷ diệt đấy. Có găng quỷ diệt thì solo chú tải rất là khỏe luôn. Rồi thanh niên Hesker kẻ quái rừng của mình này. Thôi mình sẽ về hồi máu đây. Úi giời, rồi bắn luôn. Đấy. Ô thôi 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 thôi, anh ơi. Ô thôi thôi. Rồi. Mình chết luôn cả ba mạng. Rồi, Hesker và Batin. Nằm luôn. Đấy. Rồi, xin biết tên bạn đã lên bản điểm số rồi. Rồi, mình sẽ đợi lính lên và mình sẽ lấy luôn chủ nhà của tên bạn nha. Rồi, Eric đánh rất là hay. Rồi, mà VRT tên bạn đã lên bản điểm số rồi. Rồi, bắt luôn Hesker luôn này. Ui giời, Eric đã dùng cái chiêu của cá luôn mẹ rồi. Đấy, double kill rồi. Mình sẽ lấy luôn chỗ nha. Rồi, và video mình sẽ kết thúc ở đây. Và mọi người nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bye bye. Get away.